Phương chừng bậc 3 nè, có chứng M, muốn có ba nghiệm phân biệt, chuyển thằng này qua đây, vậy là 3 x mũ 3 trừ 3x bằng trừ 2m, chốt chưa? Sau đó đặt cái thằng này là F, Fx, lập bảng biến thiên, bước 1, tập xác định khỏi nói D bằng R, bước 2, F phải x bằng 0 đi, F xin lỗi, F phải x trước, ra bao nhiêu? 3x bằng trừ, trừ 3 cho nó bằng, bằng 0, bấm máy tính đi, ra x bằng 1 và x bằng trừ, trừ 1, sau đó lập bảng, bảng biến thiên, quan trọng chỗ này nè, Quỳnh ơi, đừng có viết. Cái bước quan trọng của mình là phải hiểu chứ đã. Không hiểu rồi viết vô cũng quầy vốn. Xét nghiệm trừ 1, 1, 0, 0. Phương trình bậc mấy? Bậc 2, 2 nghiệm trong trái trừ cộng cộng. Đi nè. Chỗ này là quan trọng nè. Vẽ cho nó đàng hoàng đi lên nè. Đi xuống. Lấy máy tính bấm FX. FX đi. Bấm này đi. Rồi nhập vô trừ 1. Hai tiếp nhập vô một trừ hai, đây là trừ vô cùng nè, đoán luôn đây nhiêu, thấy vẽ phải cao lên không? Rồi cái đường thẳng này là y bằng trừ 2m này, thấy không? Là cái đường thẳng nằm gì, nằm ngang đúng không? Muốn có mấy nghiệm, ba nghiệm thì nó phải cắt cái thằng y này ba nghiệm nè, thấy chưa? Một hai ba, nhìn xuống lớn hơn, nhìn xuống mới biết mình lớn, vậy là trừ 2m, trừ 2m nè, nhìn xuống lớn hơn, nhìn lên để biết mình nhỏ, sau đó chia cho trừ hai mấy vế, ba vế lận, 1 2 3, nhớ chia cho số âm chiều, chia trừ hai đi, 1 chia trừ hai đi, chia trừ hai đi, sau đó lấy vậy m lớn hơn trừ 1, nhỏ hơn 1,